Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Công Trình và hiện tại mình đang học tại trường ICTU Thái Nguyên. Mình làm video là nhằm mục đích là để chia sẻ kiến thức, đồng thời ghi lại những bài học của mình đã được học. Hôm nay mình sẽ học cái bài thiết kế mạch giải mã 3 đến 8, yêu cầu là giải mã tích cực thấp, có chân cho phép hoạt động. Nếu mà chân này mà bằng 1 thì tất cả lối ra đều bằng 1 và chỉ hoạt động đúng nếu mà chân này bằng 0. Như vậy ta giải như sau. Ta phân tích rằng là có bao nhiêu lối vào. Nếu mà mạch giải mã 38 thì có bao nhiêu lối vào? Đó là có 3 lối vào. Ta đặt tên tương ứng với nó là ABC. Và có bao nhiêu lối ra? Đó là có 8 lối ra. Ta đặt cho nó là từ Y0 cho đến Y7. Và giờ đây mình đã làm sẵn cho các bạn một cái bảng rồi. Đây, một cái bảng. Và vì nó tích cực thấp cho nên mình được viết dưới dạng hội. Và nếu mà viết dưới dạng hội thì nếu mà có giá trị nào nó đúng trong trường hợp đó thì nó bằng 0, tích cực thấp, viết dưới dạng hội. Mà viết dưới dạng hội thì ta suy ra được là cái biến mà khi mà nếu mà dưới dạng tuyến ấy thì số 1 dưới dạng hội là 0, đúng không? Vậy thì ở đây ta lần lượt có các giá trị như sau: 0, A bằng 0, B bằng 0, C bằng 0. Thì Y0 ở đây mình xin nói thêm một điều nữa. Ở đây mình nhầm, nếu mà bằng 1, đề nó cho là nếu bằng 1 thì tất cả các lối ra là đều bằng 1 hết. Do vậy không cần phải xét cái đầu vào nó làm gì đâu. Không? Nó ra bằng 1 hết. Đó, đúng không? Tiếp đến là giá trị nếu mà bằng 0 thì mặt này chỉ đúng trong trường hợp là trong bằng 0 thôi, đúng không? Do vậy trong trường hợp bằng 0 thì đây sẽ lần lượt là 0, 0, 0. Và đây chân Y0 sẽ bằng 0. Tương tự trong trường hợp 0, 0, 1 sẽ là, chỗ này sẽ là 0. Các giá trị còn lại là 1 hết nhé. Đây 1, 1, 1 hết. Đúng không? Tương tự trong trường hợp 0, 1, 0. Thì chỗ này sẽ là 0, chỗ này sẽ là 0. Tất cả các giá trị còn lại đều là 1 hết. Rồi, tương tự ta viết cho các trường hợp còn lại. Ok, ở đây là mình đã viết xong rồi. Và trong cái trường hợp mà mình bỏ trắng là mình lười viết số 1 vào nhé. Các bạn cứ điền số 1 vào. Đấy. Và ta từ cái bảng này ta sẽ viết được cái phương trình như sau. Ta sẽ có Y0 Y0 ta sẽ được một cái giá trị nào đó. Mà ta nhìn vào, nhìn vào Y0 thì ta sẽ thấy là điều gì nào? Y0 sẽ bằng với, ta thấy này, trong trường hợp bằng 1 là ta không cần xét đến rồi, đúng không? Trong trường hợp bằng 0 là 0, A bằng 0, B bằng 0, C bằng 0 thì Y0 sẽ bằng 0. Do vậy trong trường hợp này 0 là
ta sẽ lấy. Không là vì ta đang viết cái dạng hộ cho nên khi số 0, khi nó có số 0 thì chúng ta sẽ không đảo mà lấy nó bình thường. Do vậy nó sẽ bằng V. Hội thì phải cộng đúng không? Nhân A cộng A cộng B cộng C. Được chưa? Và nó cũng chính bằng với trong trường hợp này mình đã đảo hai lần lên đúng không? Mình phụ hai lần lên thì nó sẽ ra được một biểu thức như đây. Như vậy khi mà ta thực hiện cái hàm De Morgan ấy thì ta sẽ được là khi mà ta phụ hai lần lên ta sẽ được là R phụ nhân cho A phụ nhân cho B phụ nhân cho C phụ, tất cả phụ đúng không? Rồi ta thực hiện tương tự đối với Y0. Ở đây mình làm nó rất là lâu, nếu mà trong cái làm Y1 đúng không? Y1 chứ không phải Y0 thì nó sẽ bằng chính là ở đây ta tham chiếu lên, ta tham chiếu lên ABC nó chính là 001, có 1 thì ta đảo đúng không? R cộng A cộng B cộng cho C đảo. Đấy. Và tương tự khi ta phụ hai lần lên đúng không? Phụ hai lần lên, một lần phụ là nó mất rồi đúng không? Nó chỉ còn cái phụ tổng quát thôi. Đấy, cái C đấy, trong trường hợp cái C đấy. Tất cả các trường hợp còn lại thì nó là R phụ, A phụ, B phụ. Cũng tương tự trong trường hợp các trường hợp còn lại mình sẽ viết ra và các bạn theo dõi nhé. Sau đây là mình đã viết xong rồi đấy. Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7 mình sau mình kiểm tra thử một cái nhé. Từ cái Y5 thử. Y5 đúng không? 0, 1, 2, 3, 4, 5 nó chính là 1, 0, 1 101, Y5 chính là 101 đúng không? R và B sẽ phụ và AC là không phụ. Rồi từ đó ta sẽ vẽ mạch trên một proteus. Tại đây mình sẽ lấy các phần tử ra, ví dụ phần tử nó. Khi sao chả được, nghiệm ra thôi. Phần tử thứ hai là phần tử nen. Nen thì có bao nhiêu? Nen thì có hai dạng nen. Nen nen 4 đúng không? Nen 4 đó. Sao nó không ra nhỉ? Đó. Thư viện có vấn đề rồi. Từ từ để mình chữa lại thư viện xem. Cái bằng này không phải đâu ạ. Cái này là do mình đặt dấu gạch chính giữa chứ không phải là dấu ở xuống dưới, các bạn bấm shift dấu trừ dưới đấy như hiện ra nên 4 đây. Được chưa? Quên còn lấy thêm hai cái nữa là logic. Prober ta lấy cái này để nó hiển thị ra bên ngoài. Cái thứ hai là logic tater. Đấy. Cái này để hiển thị ra 0 và 1. Chúng ta vẽ. Not được. Vẽ
Tiếp tục. Như thế đấy, cứ tương tự ta vẽ như thế trên vẽ bốn cái thêm nữa. Không, sau khi mình vẽ xong rồi đấy, vẽ xong bốn con như thế này rồi, bắt đầu mình nối thêm cổng vào. Đầu tiên là cái gì nhỉ? Đầu tiên trở lại này, ta có là rê, rê phụ nhân cho A phụ nhân cho B phụ nhân cho C. Như thế chỉ có cái phần tử C là ấy thôi, đúng không? Đây ta quy ước là A, B, C, D này. C không không phụ cho nên là ta nối. Các phần tử còn lại là A phụ hết. A phụ. Được rồi. Mình dịch chuyển ra đây tí để dễ vẽ hơn. C. A. À, rê chứ, cái đó là rê. B. D. À, C. Rồi, mình lấy cái rô lô đây. Đặt ra đây. Mục đích là để kiểm tra cho nó. Ta nối vào thử, chạy thử nhá, chạy thử đấy, nó sáng lên thấy không? Là tắt số 1, không tắt 0 1 1 đấy, sáng thấy không? 1 1 1 là nó sáng thấy không? Không tắt. Sự thay đổi đúng không? Để tiếp theo chúng ta nối tiếp nữa. À đúng rồi, sao không có đi nữa? Đâu? Không có đi mà có đi vào nãy cơ. Ok. Tiếp theo là ta sẽ có là RA, B không phụ và C, C phụ. Như thế là chỉ có B là không phụ thôi. Như vậy A, B, B, B không phụ. Cái này ban nãy mình xác định nhầm cho nên là chân chân rê nó bật hay sao ấy. Đúng rồi, C là không phụ, còn lại là phụ hết. Như thế cái này ban nãy mình xác định sai rồi. Đúng rồi, xác định sai rồi. Cái này phải nối với phụ, đúng rồi. B nối với phụ, A nhầm, cái này là A nối với phụ, B nối với phụ,
C không nối với C thì nối với con bồn. Đúng không? C nối với con phụ đúng không? Cái này là B này. Còn lại là cái này là D này. D nối với phụ. Trong mọi trường hợp các bạn nhớ là D đều nối hết nhá. AB. À đâu, cái này là A này chứ. Quên hoài. Này là A này. A không phụ. B. B nó nối với con bồn nhá. Và C nó nối với phụ. Tao lấy cái lô đi. Này bờ ra. Vâng. Rồi bây giờ ta test thử nhé. Đấy. Trong trường hợp không thì một thì nó ngắt hết. Giả mã tích cực thấp cho người một thì tất cả các lối ra đều bằng một, tất cả các lối ra đều sáng cả. Mạch này chỉ đúng khi đối với chân trường hợp bằng không thôi. C. Đấy, cứ tương tự như thế chúng ta vẽ. Rồi mình xin kết thúc cái bài này tại đây nhé.